Đấy, anh em nên mua đèn năng lượng, mẫu đèn năng lượng mặt mặt trời nào bây giờ? Đấy, anh em nhìn thấy một giải chưa? Đấy. Một mẫu là mắt ngọc anh em nhá, thế hệ mới chống lóa này. Đấy, lắp trong nhà anh em nhá. Còn một mẫu nữa là mẫu pha này, lắp ngoài trời này. Cái con này lắp ở sân bóng hoặc là lắp ở sân thì thôi mẹ, sáng thì thôi kinh hồn đấy anh em ạ. Đây chính là chiếc này. Còn cái mẫu này mẫu lắp trong nhà anh em ạ. Đấy, cũng sáng kinh hồn nhưng mà thiết kế lắp trong nhà bởi vì nó có thêm chống lóa anh em ạ. Đấy, hai mẫu để cho anh em lựa chọn. Hai mẫu thì khác nhau tấm pin nữa. Tấm pin của cái mẫu ngoài trời thì sẽ là 70-35, còn cái mẫu trong nhà thì 60-35 anh em nhá. Đấy, khác nhau ở cái chỗ ấy. Và pin thì như nhau anh em nhá. Tất cả đều độ X3 dung lượng hết rồi. Nên nếu mà nói thời gian sử dụng thì cái chiếc này sẽ được tầm một tối. Còn chiếc này tức là khoảng 12 tiếng, của chiếc này được tầm khoảng 24 tiếng anh em nhá. Sáng kinh hồn luôn. Đây. Úi xồi. Cái mẫu này chống lóa nên nếu mà nhìn thẳng này nó còn lóa hơn cả cái mẫu này anh em nhá. Cái mẫu này mẫu pha nó tỏa đều. Đấy, nó điểm mạnh, nó là điểm tỏa đều nhưng mà vấn đề nhìn vào rất lóa anh em ạ. Đây. Cho anh em xem mấy chiếc này. Đây tất cả đều là có anh khách đặt hết rồi nhá. Đang test chuẩn bị gửi đi mà. Thành ra là quay cho anh em xem luôn một vòng. Đấy, anh em thấy không? Sáng hoa cả mắt luôn, không phải sáng. Đấy. Quá ok đúng không? Hiện tại là cái mẫu này nó mới về anh em ạ. Chứ còn nếu mà cách đây tầm khoảng khoảng tầm 2 tiếng trước thì là không có đâu anh em nhá. Bởi vì 2 tiếng trước là chưa về. Bây giờ là vừa mới về mẫu này thì là quay video cho anh em lên luôn chương trình nhá. Đấy, anh em nào nhanh tay đặt thì đặt luôn đi, bởi vì đợt này về nó ít thôi, được có tầm 100 con thôi. Đấy, 100 con mà, vì một cái mẫu này rất là ít anh em nhá. Riêng cái mẫu chống lóa này cực kỳ hiếm luôn. Còn bình thường anh em mua những cái mẫu đấy, cái mẫu mà mắt thường thì nhiều vô kể luôn anh em ạ. Đấy, tức là cái mẫu mắt thường mà anh em, nếu mà anh em mua để ý nhá, tức là cái dòng này này, ở trong này này nó có 4 cái nhân led ấy, và nó không có cái nhô tròn tròn lên này nhá. Thì cái dòng này gọi là dòng mắt ngọc anh em nhá. Dòng mắt ngọc này mới là hiếm anh em ạ, bởi vì nó chống lóa rất là tốt anh em ạ, độ ổn định cao hơn nhiều cái dòng cũ kia. Nhưng mà dòng này thì lại nhiều anh em lại không thích, bởi vì thật ra là sản phẩm này nó rất mắc tiền, thuộc phân khúc cao cấp mà anh em ạ. Nên như anh em nào sành chơi biết, chứ còn nếu bình thường không biết anh em ạ, và ít được quảng cáo, anh em ít khi thấy những cái dòng này. Đấy, kể cả cái mẫu đèn 400 này là mẫu hiếm luôn anh em nhé. Như anh em nào mà gọi là sành chơi biết dùng đồ thì mới biết những cái mẫu này. Còn bình thường anh em chỉ mua cái mẫu mà led nó chỉ bằng 1/4 cái chỗ này này, nhúng nhúng con này thôi, thì anh em biết rồi, chứ không thể biết nổi cái mẫu này luôn. Kể cả những cái dòng mà mẫu mẹ tấm pin nó to mẹ chà bá này, 70-35 to lắm anh em ạ. Anh em nhìn này, vã luôn này, to hơn đèn anh em nhé. Chứ không phải cái mẫu mà đèn to bằng bao nhiêu thì tấm pin to bấy nhiêu đâu, thì không ăn thua đâu mẹ. Nó gọi là đom đóm anh em ạ. Để lắp lên gọi là có, chứ còn độ sáng không đạt yêu cầu anh em nhé. Dòng này sáng rất khỏe, trâu bò, và chỉnh được cả độ sáng anh em nhé. Điều khiển chỉnh hết này. Đấy, tăng giảm sáng được hết anh em nhé. Đấy, sáng mạnh sáng yếu chỉnh hết trên này này. Bật tắt và trả thời gian chỉnh sáng có hết trên này nhá. Điều khiển dùng chung của hai mẫu luôn anh em nhé.